Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hồ Sơ X và mình là Nguyễn Nguyễn. Như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề á, hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe bộ truyện Tấm Vải Đỏ chương 10, 11 và 12. Và sau khi kết thúc bộ truyện Tấm Vải Đỏ này thì Nguyễn còn rất là nhiều những cái câu chuyện khác mà do biên tập gửi về. Thì mình sẽ cố gắng hoàn thành xong câu chuyện Tấm Vải Đỏ này nhanh nhất có thể. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Nguyễn Nguyễn ha. Mọi người đừng quên like, share và quan trọng nhất là đăng ký kênh để mọi người sẽ nhận được những cái video, nhận được những cái thông báo khi mà Nguyễn ra video mới. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng bước vào chương 10 của bộ truyện Tấm Vải Đỏ. Tấm Vải Đỏ, chương 10, thăm bệnh. Trời đã sáng hẳn, tự thấy có tiếp tục ngồi ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lục Tử Minh tiếp tục về đồn để truy tìm tung tích của Đường Thi Thi. Kha Lương và Tần Cẩm quyết định đến bệnh viện tâm thần thăm Lục Anh Kỳ. Chẳng mấy chốc, Kha Lương và Tần Cẩm đã tới bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố. Sau khi nói rõ lý do đến thăm với phòng tiếp đón, họ được nhận một tấm thẻ. Người phụ trách đưa khách vào thăm dẫn đường cho họ. Họ thấy phía trước có hai cô y tá rất đáng yêu, có lẽ mới được phân công tới bệnh viện này. Họ đoán vậy, bởi nét mặt của hai người ấy vẫn chưa thấy vẻ đặc trưng của những người hay làm ở đây lâu năm. Hai bên đường đi là các phòng bệnh trắng toát với những bệnh nhân điên khùng. Một bệnh nhân nữ xấu như dạ xoa nhìn Kha Lương rồi hét tướng lên. Anh chàng đẹp trai ơi, em yêu anh, em đã yêu anh say đắm rồi. Cô y tá và Tần Cẩm không nhịn được cười. Cô y tá nói, bệnh nhân này á cứ gặp đàn ông là lại hét lên câu đó. Có vẻ như Kha Lương rất được các bệnh nhân ở đây hâm mộ. Ba người vừa nói vừa cười, vừa đi về phía trước. Họ dừng lại trước một căn phòng bệnh, sau khi đã đi qua một cánh cổng sắt và một hành lang dài hun hút. Cô y tá sợ hãi nói với Tần Cẩm. Tốt nhất là chị nhìn cô ta qua cửa sổ nhỏ này đi, bởi cô ta rất là hung dữ. Cô ta đã đánh rất nhiều bác sĩ. Cứ được ra là cô ta lại tìm mọi cách móc mắt của mình. Do vậy chúng tôi chẳng có cách nào hơn là trói gô cô ta lại. Nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ, Tần Cẩm thấy một bóng người đang dở nằm dở ngồi. Người đó đã ngồi dậy, nhưng do bị trói vào các song sắt của giường bệnh nên không thể xuống giường được. Lục Anh Kỳ đó ư? Lạy trời, cô ấy vẫn còn sống. Thế nhưng, chỗ này quá xa để có thể nhìn thấy rõ được. Tần Cẩm yêu cầu cô y tá cho cô vào trong. Cô y tá miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ cho phép một mình Tần Cẩm vào. Bởi nếu Lục Anh Kỳ nhìn thấy đàn ông, cô ấy sẽ điên loạn. Đặt cái làn con mèo xuống, Tần Cẩm bế Hắc Bảo ra ngoài, cẩn thận xoay quả đấm cửa. Cô cố ôm Hắc Bảo chặt hơn chút nữa. Vừa gọi tên Anh Kỳ, Tần Cẩm vừa bước về phía giường bệnh. Anh Kỳ đang ngắm chiếc giường bệnh một cách vô hồn, chẳng để ý tới gì khác nữa. Anh Kỳ cứ nhìn chăm chú vào chiếc giường, chẳng tỏ vẻ hứng thú gì khi thấy Tần Cẩm tới, thậm chí chẳng thèm nhìn cô. Nhìn bạn cứ ngây ngây ngô ngô hệt như một con búp bê đồ chơi, Tần Cẩm trào nước mắt. Thật khó có thể diễn tả được hết tâm trạng đau đớn của cô lúc đó. Hắc Bảo bỗng chốc lại thấp thỏm thò đầu ra khỏi tay Tần Cẩm để nhìn anh Kỳ. Tần Cẩm cảm thấy trong lòng bất an, cô lùi về phía sau, không muốn ở lại căn phòng này thêm một chút nào nữa. Thế nhưng, đúng lúc đó, anh Kỳ lên tiếng. Lam Kỳ đang ở trong nhà vệ sinh. Tần Cẩm sợ hãi ngó vào cửa nhà vệ sinh đang đóng hờ, bởi cô không dám đi vào trong. Lúc quay người chuẩn bị đi ra, vô tình nhìn vào mắt màu hồng phấn của con Hắc Bảo, Tần Cẩm nhìn thấy một hình người đang lộn đầu trong nhà vệ sinh. Một bàn tay xanh xao xòe ra, đang kẹp trong khe cửa mà móng tay của nó lại nhọn một cách kỳ quái. Cái kiểu móng tay nhọn kỳ quặc như vậy chỉ có thể là của Lam Kỳ. Cô ấy là bà hoàng thời trang nên kiểu móng tay cũng khác với mọi người. Tần Cẩm không dám quay lại, cũng không dám thét lên. Cô nhẹ nhàng vặn qua đấm cửa. Thứ ánh sáng mờ mờ trước mắt đột nhiên biến thành vô số vòng sáng, giống như vô số ánh mắt đang dõi vào lưng cô vậy. Cô
Cùng lúc với động tác quay người, cô nhìn thấy trong mắt của Hắc Bảo hình ngược của anh Kỳ ở trên tường. Một người nào đó đang đứng trên đầu của cô ấy. Đó là một người phụ nữ tóc dài, toàn thân đẫm máu, mùi máu tanh lan khắp phòng. Còn ma nữ đó đang ngồi trên đầu của anh Kỳ, còn trong nhà vệ sinh là bàn tay của Lam Kỳ. Tần Cẩm đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài. Đập vào mắt cô đầu tiên là nụ cười tinh nghịch của Khai Lương. Tim cô đập loạn xạ cứ như sắp sửa ngất đến nơi. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Cẩm, Khai Lương biết có chuyện chẳng lành. Anh ta lập tức kéo cô chạy ra ngoài. Cô y tá vẫn ngồi ngoài phòng bệnh một cách khó hiểu. Vừa chạy, Tần Cẩm vừa nhìn vào mắt của Hắc Bảo. Nó cũng đang quay đầu nhìn về phía sau. Bóng cô y tá nằm gọn trong mắt nó. Trong hành lang dài hun hút dưới ánh đèn mờ mờ, ảo ảo, cô thấy sau lưng cô y tá kia có ba người. Ba bóng người đó đang lượn lờ trên không trung vẫy cô. Chính là bọn của Lam Kỳ. Ra khỏi bệnh viện tâm thần, chạy một đoạn đường dài mới tới xe của Khai Lương. Mãi tới khi ngồi lên xe, Hắc Bảo mới thôi không tự vệ nữa, ngoan ngoãn chui vào làn. Tới lúc này, Tần Cẩm mới thấy máu trong người tuần hoàn bình thường. Thở một hơi dài, cô nói với Khai Lương: Lam Kỳ, anh Kỳ, bọn họ đều ở chỗ đó. Còn có một con ma nữ nữa, nhưng em vẫn không nhìn thấy Thi Thi đâu. Mắt của Khai Lương thoáng một vẻ hoang mang, nhưng anh ta trấn tĩnh lại ngay. Bây giờ chúng mình đi đâu vậy? Đang nói dở thì đột nhiên cửa xe bị người ta kéo mạnh. Mấy người mặc áo đen xuất hiện. Bọn chúng hằng học nhìn Khai Lương. Khai Lương đánh trúng vào một tên trong số bọn chúng, đồng thời đẩy Tần Cẩm ra khỏi xe. Anh ta xách làn con mèo nhảy theo sau. Anh ta chạy vòng vèo, lắc léo. Xem ra anh chàng này cũng dày dạn kinh nghiệm đây. Họ trốn sau một thùng rác, cuối cùng cũng cắt được đuôi của bọn người mặc áo đen. Khai Lương cẩn thận kéo Tần Cẩm ra khỏi chỗ nấp, chạy lại chỗ xe. Không thấy bóng dáng của bọn người áo đen quay lại, anh vội khởi động xe. Tần Cẩm đờ đẫn cả người. Mấy tháng nay thường xuyên bị ma ám, bây giờ đã ổn ổn lại, lại gặp phải bọn người đâm thuê chém mướn. Khai Lương vừa lái xe vừa trơ trẽn giải thích: Bọn họ tới đây để đòi nợ ấy mà, anh không có tiền á nên phải trốn thôi. Anh cũng có kinh nghiệm trốn đấy chứ, xem ra anh nợ người ta rất nhiều phải không? Tần Cẩm cười khẩy, chăm chọc Khai Lương. Mặt anh ta thoáng buồn. Trong chốc lát, Tần Cẩm tự nhiên thấy thương thương anh bạn của mình. Cô thầm nghĩ: mình phải trả tiền công cho anh ta thôi, thật ra anh ta rất là đáng thương. Bây giờ đi đâu hả em? Khai Lương hỏi tiếp. Tần Cẩm nghĩ ngợi hồi lâu. Cô thấy mọi việc xảy ra gần đây đều liên quan đến tấm vải đỏ đó. Từ lúc Thi Thi mang nó về đã xảy ra một loạt các vụ việc. Chắc phải có ai đó biết lai lịch của tấm vải này. Và người đó không ai khác, chính là bà mẹ của ông Hồ thợ may. Đúng vậy, phải đi gặp bà ta để hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra. Thà làm như thế còn hơn là ngồi ở đây chờ chết. Cô quyết định liều một phen để đấu với con ma nữ. Con người là như vậy đấy, một khi sự việc vẫn chưa rõ ràng thì đẩy họ vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng khi đã có chút hy vọng thì lại bắt đầu tìm cách phản kháng. Lúc này Tần Cẩm không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình nữa. Bao nhiêu năm lăn lộn mưu sinh đã biến cô thành một người cứng cỏi. Lần này, bất luận thế nào, cô cũng phải hỏi cho rõ ra lịch của tấm vải đỏ. Cô phải tìm được Thi Thi, phải đuổi được con ma nữ kia. Và quan trọng hơn là ngăn không cho nó tiếp tục giết người. Cái khát vọng cứu rỗi thế giới của cô lại tan thành mây khói khi cô tới nhà của ông Hồ cắt may. Trong nhà ông Hồ cắt may treo đầy vải trắng. Một cỗ quan tài đen đặt ở giữa nhà. Xung quanh quan tài bày rất nhiều đồ cúng, tiền giấy bay ngợp trời. Tần Cẩm đã suýt rơi lệ khi nhìn vào di ảnh u ám của bà lão. Bà ấy đã chết thật rồi. Nghe hàng xóm kể lại,
bà ấy chết trên giường cách đây mấy hôm. Ông Hồ không chịu nổi mất mát lớn lao đã phát điên. Những người hàng xóm trong thị trấn của ông Hồ, trước kia nợ ân tình của ông, đã tự nguyện giúp ông an táng cho bà cụ. Một chuỗi sự việc vừa có chút manh mối giờ đã đứt đoạn bởi một người chết, còn một người thì bị điên. Trên di ảnh của bà cụ, cô thấy mắt bà rưng rưng ngấn lệ, lưng còng xuống. Chẳng lẽ bà cụ cũng bị con ma nữ kia ám hại? Xem ra người tiếp theo gặp nạn sẽ là cô rồi. Nghĩ tới đây, ý chí sống của cô trỗi dậy một cách mãnh liệt. Cô thấy mình còn rất nhiều việc chưa được như mong muốn. Nói tóm lại, được sống trên đời là may mắn lắm rồi. Đến con kiến nhỏ nhoi còn muốn sống, huống hồ là con người. Bây giờ, cô phải làm sao đây? Mắt Tần Cẩm tối sầm. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 11. Gọi hồn. Tiệm cắt may rất bừa bộn, vải vụn vương vãi khắp nơi. Chiếc quan tài trông thật thê thảm. Tần Cẩm dựa vào một góc nhà, nhìn người ta đi qua đi lại. Kha Lương đứng ở bên cạnh cô không nói năng gì. Điều đó cũng đủ để kết luận anh ta là kẻ lừa đảo. Tuy vậy, cô vẫn ôm một hy vọng hão huyền, hỏi Kha Lương: bây giờ mình phải làm gì đây? Kha Lương nhắm mắt, trầm tư một hồi rồi trả lời: bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng mà thôi. Người thì đã chết rồi, còn cách nào nữa đây? Em thử gọi hồn đi. Bởi nếu đã có ma thì bà lão kia chết đi thì cũng sẽ biến thành ma. Tại sao mình không gọi hồn bà ta lên hỏi thì sẽ xong xuôi thôi. Trong giây lát, Tần Cẩm bừng tỉnh. Nếu như quan hệ giữa họ từ trước đến giờ vẫn tốt đẹp, thì có lẽ cô đã vui vẻ ôm chầm lấy anh ta mà hôn rối rít. Rốt cuộc vẫn còn có một chút hy vọng. Người tuy đã chết, nhưng manh mối không phải đã hết. Điều cấp thiết bây giờ là phải gọi được hồn của bà lão ấy lên. Nhưng gọi hồn thế nào đây? Làm thế nào ấy hả? Thì cứ làm này làm nọ một tí là xong thôi mà. Nhìn nét mặt của Kha Lương, cô biết ngay là anh ta cũng chẳng biết cách nào để gọi hồn đâu. Cô không tranh cãi với anh, chỉ suy nghĩ tìm cách giải quyết. Ngày nay, con người hiện đại nếu gặp phải vấn đề gì chưa hiểu hoặc cần tìm cách giải quyết thì sẽ tìm đến một công cụ rất hữu hiệu, tên là Internet. Cô lấy máy tính xách tay của anh ta, lên mạng không dây tìm vào địa chỉ các diễn đàn về chủ đề tâm linh. Tin tức trên mạng chỉ nói chung chung, cũng không thể tin hoàn toàn được. Họ nhanh chóng tổng hợp lại mọi thông tin. Đầu tiên, phải gọi hồn vào thời điểm 12 giờ đêm. Bước tiếp theo, phải chuẩn bị một chiếc gương. Bước sau nữa là phải thành tâm. Phương pháp gọi hồn thì chỉ có 3 bước này, nhưng còn cần một bàn trang điểm nữa. Việc cuối cùng phải làm là chờ đến 12 giờ thôi. Kha Lương à, anh về trước đi. Sao thế? Kha Lương thắc mắc hỏi lại. Việc này rất là nguy hiểm. Hơn nữa, anh là người ngoài chưa nhìn thấy tấm vải ấy. Do vậy, anh sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Từ lâu, em đã nhận ra anh không biết bắt ma. Đừng nên chỉ vì kiếm được một chút tiền mà bỏ mạng như vậy. Không có đáng đâu. Em nói thật đó. Tần Cẩm đã quyết định làm việc này một mình. Nếu vì lý do nào đó mà hai người vẫn hợp tác với nhau, thì số người chết vì con ma nữ này sẽ tăng lên mức. Tuy rằng Kha Lương đáng ghét, nhưng cũng chưa đến mức phải chết. Nét mặt của Kha Lương buồn buồn vì Tần Cẩm đã không tin tưởng anh. Cô cười buồn rồi bảo anh ta nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo. Nhìn vào đó, anh ta không chỉ thấy bóng của ông Hồ cắt may, mà còn thấy bóng của một bà lão đứng bên trái ông ta. Cô đã sớm phát hiện ra trên nét mặt của bà lão không có vẻ gì là đe dọa, nên Hắc Bảo mới không tháo chạy. Riêng với Kha Lương thì anh ta sợ xanh mặt, mắt trợn ngược, lưỡi cứng lại, mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân tê liệt. Nếu lúc đó là buổi tối và không có người qua lại, có lẽ anh ta đã bất tỉnh nhân sự rồi.
đưa tiền cho anh chàng khai lương đáng thương bị ma dọa đến đờ đẫn kia. Cô ôm Hắc Bảo rồi đi vào phòng thờ. Cô phải đợi ở đây tới 12 giờ đêm. Trong phòng thờ thì tối om, bên ngoài vọng vào tiếng kinh siêu độ cho người quá cố. Nhưng những tiếng lầm rầm đó cũng không thể xua tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng. Tìm tòi hồi lâu, cô đã thấy bàn trang điểm trong gian nhà nhỏ trong cùng. Tiếng gió thổi vào cửa sổ làm rách giấy báo dán ở đó, tạo nên tiếng sột soạt rất đáng sợ. Cô hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, nhưng cứ tê đi từng hồi. Đầu óc vẫn rất căng thẳng. Một sự sợ hãi bao trùm, dường như nó muốn khuyên cô hãy bỏ ý đồ gọi hồn hoang đường này đi. Nhưng nếu lần này không làm rõ chân tướng sự việc, thì tai họa không chỉ giáng vào đầu cô trong nay mai, mà còn anh Kỳ thì đang điên dại, và Đường Thi Thi thì đang mất tích kia nữa. Lòng đã quyết, có sợ thì cũng sợ rồi. Cô lấy hết dũng khí xông vào căn phòng nhỏ đó. Sinh thời bà lão bị mù, do vậy trong phòng không bày biện nhiều đồ đạc. Chính vì nguyên nhân này nên rất dễ dàng tìm ra cái bàn trang điểm đó. Bụi bặm đã phủ lên chiếc gương trước bàn trang điểm một lớp dày. Cô ngồi xuống chiếc ghế con mà trước đây khi còn sống bà lão thường ngồi. Cô nhìn Hắc Bảo đang nằm trong lòng. Cô không dám nhìn vào trong gương, bởi sợ rằng bà lão đang ở trong đó nhìn cô. Cô nhìn vào chiếc lược mà anh Kỳ đã từng cầm, trên đó còn vương mấy sợi tóc bạc. Chiếc lược đó không có gì khác biệt, song nó là rất tinh xảo. Cô cầm chiếc lược lên ngắm, Hắc Bảo liêm diêm ngủ ở trong lòng của Tần Cẩm. Đêm đã về khuya, hồi ức thuở nhỏ lại hiện về. Tần Cẩm nhớ lại, lúc nhỏ cô ở với bà ngoại do bố bị tai nạn ô tô, mẹ lại bỏ rơi cô để đi sang Anh. Bà ngoại yêu quý giờ đã rời xa. Tự nhiên cô nghĩ, nếu bây giờ mình chết đi, chắc sẽ chẳng có ai thương xót. Cô nhớ đến vẻ mặt tươi cười của Lục Tử Minh, nụ cười tự tin của anh ta làm cô ấm áp hẳn lên. Rồi cô lại nhớ tới Khai Lương. Không biết giờ này anh ta đã trả tiền cho bọn xã hội đen kia chưa. Nếu chưa trả, anh ta sẽ liên tục bị bọn chúng truy đuổi thì nguy. Hy vọng anh ta không trở thành một người xấu. Thực ra bản chất của anh ta cũng tốt đấy chứ. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Tần Cẩm ngồi bất động tại chỗ, tay vẫn nắm chặt chiếc lược. Kim giờ của chiếc đồng hồ dạ quang sắp chỉ đến con số 12. Cô lấy nến thơm đã chuẩn bị từ trước ra, rồi đốt trước cửa phòng. Trên mạng nói đó là mùi hương gọi hồn. Làm như vậy, cô mới có thể gọi được hồn bà lão từ chỗ anh con trai bị điên của bà. Tiếp theo, cô đốt hai cây nến trước cái bàn trang điểm. Mới làm đến đây, tim cô đập thình thịch. Vừa quay người nhìn vào gương, cô vừa tưởng tượng ra cảnh bà lão đòi lại chiếc lược. Vào lúc đếm ngược thời gian, cô cắn chặt môi, xõa tóc soi gương và cô chải đầu. Ánh nến phập phù làm bóng cô lúc mờ lúc tỏa. Hắc Bảo nằm trong lòng cô bắt đầu nhấp nhổm không yên. Tóc của Tần Cẩm rất mượt. Cô nhìn thấy khuôn mặt thất sắc của mình trong gương. Động tác lóng ngóng. Cô đang chờ đợi bà lão xuất hiện. Căn phòng nhỏ này tách biệt với thế giới bên ngoài. Sự tối tăm của nó càng làm cho cô sợ hãi hơn bao giờ hết. Có tiếng bước chân chậm chạp lê bước ở đầu hành lang, giống như tiếng bước chân đi sền sệt của người ốm đang đến gần. Tim đập thình thịch, tay cô run bắn lên. Cô quên cả việc gọi hồn. Một thứ mùi như tiền giấy đã đốt thoang thoảng qua mũi cô. Hắc Bảo bỗng nhảy phắt lên bàn trang điểm, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trong con mắt màu hồng phấn của nó, cô nhìn thấy một bóng người đang chậm chậm đi vào. Đúng rồi, đúng là bà lão trong di ảnh đặt ở linh đường. Tần Cẩm đã gọi được bà ta đến. Cô đang hoảng sợ. Cô nhìn thấy bà ta qua lớp ảnh phản chiếu trong gương. Đầu bà ta đội khăn trắng giống như khi còn sống, vẫn cúi thấp, không nhìn thấy mắt đâu. Khuôn mặt già nua đang nhai một cái gì đó, quai hàm cứ giật giật.
Bà lão giơ bàn tay khô như củi ra, nói vọng lại từ phía sau lưng của Tần Cẩm. Trả lại cho ta. Tuy sợ hết hồn, song cô vẫn nắm chặt chiếc lược, dùng nốt chút lý trí còn sót lại. Cô hỏi bà lão. Tấm vải đỏ là thế nào? Tôi cần phải làm gì bây giờ? Bà lão trong gương đứng sau cô, không để ý đến những gì cô nói. Bà tiến thêm một bước, nhắc lại. Trả lại cho ta. Khoảng cách giữa bà ta và cô rất gần, đủ để cô nhìn thấy bà rõ hơn qua mặt gương mờ ảo. Bà ta đang cầm trong tay một loại nến nguyên bảo màu đỏ. Thứ bà đang nhai cũng chính là loại nến đó. Cô càng sợ hơn. Bà già giơ tay từ phía sau vai cô để giật lại chiếc lược. Chính trong lúc này, cô thấy gương mặt bà già hốt hoảng giống như đang nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Bà thét lên một tiếng, ca băng, rồi biến mất. Tần Cẩm đứng dậy, cô muốn tìm lại linh hồn của bà lão, nhưng phía sau cô không còn ai nữa. Cô thắc mắc không biết cái gì đã khiến linh hồn của bà lão đáng sợ đến thế. Chẳng lẽ là hắc bảo ư? Cô lại ngồi xuống, tiếp tục chải đầu để gọi hồn của bà lão lên. Đúng lúc này, cô lại phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy hồn ma của bà lão. Ở trong gương lúc này, không phải là bóng của cô. Mọi vật trong gương vẫn y nguyên, chỉ có khuôn mặt của cô là thay đổi. Trong gương là một cô gái, nhưng không phải là cô. Tần Cẩm sờ vào khuôn mặt của mình. Cô gái trong gương cũng làm như vậy. Cô gái đó khoảng chừng 16-17 tuổi. Khuôn mặt thanh tú, lông mày lá liễu, đôi mắt bồ câu. Nói tóm lại là cô ta rất xinh đẹp. Tần Cẩm đứng bật dậy. Cô tưởng mình bị hoa mắt. Cô bước lại gần chiếc gương thì phát hiện cô gái tươi tắn kia không phải là mình. Đột nhiên, cô gái trong gương không cười nữa. Cô ta lấy chiếc lược khoét mắt của mình ra. Tần Cẩm hét to rồi lùi lại phía sau. Lúc này, cô gái đó đã khoét xong, máu tươi trào hết ra bên ngoài. Tần Cẩm nhìn thấy gương mặt đang phẳng bỗng chốc rung lên rồi rạn nứt. Từ chỗ kẽ nứt chảy ra một chất lỏng đỏ tươi như máu. Mùi máu tươi quen thuộc lại ngập tràn trong căn phòng. Vết nứt trong gương lại càng ngày càng to lên. Hắc bảo đang nằm trên bàn trang điểm nhảy vào lòng của cô. Nó cố gào to lên như nhắc cô, mau chạy đi. Vừa định chạy thì cô cảm thấy chân mình như bị cái gì đó chói chặt lại. Cô đổ nhào xuống đất. Nhận thấy không đủ thời gian đứng dậy, cô gắng gượng lùi ra ngoài cửa. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Bỗng vết nứt trong gương rơi ra hai con mắt ngay cạnh tay của cô. Trong ánh nến, hai con người cứ nhìn cô chòng chọc. Hắc bảo điên cuồng nhảy tới nơi hai con mắt rơi xuống. Nó cố gắng không cho Tần Cẩm tiếp tục nhìn vào con mắt đó. Một cánh tay thò ra từ trong gương. Hình như có ai đó đang giấu mình sau lớp gương. Và hiện tại, người đó đang muốn phá gương để ra ngoài. Lại một cánh tay nữa xuất hiện. Hình như con ma đó đang cố hết sức để bò ra ngoài. Cái đầu của nó đã chui ra khỏi tấm gương rồi. Không biết tại sao lúc đó Tần Cẩm lại có được một sức mạnh bí ẩn. Cô đứng dậy ôm lấy hắc bảo rồi chạy bán sống bán chết về phía cuối hành lang. Phía trước cô lại có một bóng người, càng lúc càng gần, gần đến mức cô đã nhận ra bóng người ấy là ai. Người đó chính là Lam Kỳ. Đúng là Lam Kỳ, nhưng là hồn ma của Lam Kỳ. Cô ta đang đứng ở đó và đang mỉm cười với Tần Cẩm. Tần Cẩm hét to lên một tiếng rồi quay lại chạy thục mạng. Hành lang bỗng chốc sâu hun hút. Dường như cô đã quên đi con ma nữ đang cố gắng phá gương để ra ngoài lúc nãy. Cô chỉ biết Lam Kỳ đang đứng đón lõng cô ở phía sau. Cô chạy hụt hơi. Tiếng kêu của Hắc Bảo càng lúc càng thê lương.
Trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: trốn thoát. Cô không thể chết, hơn nữa lại không thể chết ở đây được. Mở bừa một cánh cửa, cô nhìn thấy máu chảy ra từ chiếc bàn trang điểm. Chiếc đầu đó đã chui ra được quá nữa. Cô chạy đi xem các căn phòng khác. Mọi thứ diễn ra hệt như vậy. Cô đành phải chạy về phía trước. Không kịp rồi. Phía trước lại có một bóng người. Lần này Tần Cẩm đã nản thật sự. Nơi này giống như một mê cung, còn cô thì giống như một con muỗi rơi vào mạng nhện. Cho dù có cố gắng vẫy vùng thế nào cũng vô ích. Cái bóng trước mặt lao về phía cô nhanh khủng khiếp. Cô đứng trân trân tại chỗ, tay vẫn ôm chặt hắc bảo. Chẳng mấy chốc, cái bóng đã ôm gọn cô vào lòng. Cô nghe thấy tiếng tim của người đó đập, cảm giác thấy một cơ thể nóng ấm. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, rồi ngất lịm đi. Chương 12. Đào mộ. Tần Cẩm mở choàng mắt ra. Trước mắt cô là khuôn mặt thân quen của Kha Lương. Ông trời, em đã tỉnh lại. Em đã bất tỉnh rất là lâu rồi. Hắc Bảo cũng kêu lên một tiếng như để chào đón cô đã tỉnh lại. Người ta đã chôn mẹ ông Hồ chưa hả anh? Tần Cẩm thở dài. Cô nghĩ có lẽ không bao giờ có thể gọi hồn bà lão lên được nữa. Người ta đã chôn bà rồi. Tốt nhất nên để cho bà được an nghỉ. Hôm đó anh đã cứu em à? Không. Hôm đó anh nghe thấy tiếng Hắc Bảo kêu rất thảm thiết. Anh không yên tâm về nên quyết định quay lại tìm. Lúc anh tới thì em đã ngất xỉu bên thềm rồi. Cô băn khoăn không biết ai đã cứu mình. Tần Cẩm vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp khi bàn tay của ân nhân cứu mạng chạm vào lưng. Nếu như không có người ấy ra tay cứu giúp thì cô đã bị con ma nữ kia giết rồi. Kha Lương lái xe đưa Tần Cẩm về thành phố. Trên đường đi, mọi người trầm ngâm không nói năng gì. Người nào cũng mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Về đến thành phố, Kha Lương hốt hoảng kêu lên: có người đuổi theo chúng ta. Tần Cẩm cũng nhận thấy có hai chiếc xe con màu đen đang bám theo họ. Tần Cẩm hồi hộp. Những chuyện này xảy ra trong mấy ngày qua khiến cô suy nhược thần kinh. Đột nhiên, hai chiếc xe tăng tốc vượt lên phía trước rồi ép họ vào lề đường. Mặt Kha Lương tái xanh. Nhìn thấy biển xe của bọn họ, anh ta liều mình mở cửa nhảy ra ngoài trốn. Thế nhưng, người trong chiếc xe kia còn nhanh hơn. Có một cái gì đó vụt qua trúng vào mặt của anh ta. Kha Lương ôm mặt, ngồi phịch xuống đất. Người kia nhảy bổ tới, cầm hung khí đập mạnh vào đầu anh. Kha Lương ngồi im và ôm đầu. Tần Cẩm vội vã nhảy ra. Cô đẩy người kia một cái để bảo vệ Kha Lương. Sững sờ, người đánh Kha Lương là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Rất đẹp. Bà ta nhìn cô không chớp mắt. Hung khí đã đánh Kha Lương hóa ra là đôi giày cao gót màu đỏ. Anh chàng đáng thương Kha Lương đứng dậy, rồi nhìn về phía người đàn bà đó gọi to: mẹ! Tiếng gọi của Kha Lương làm cô sợ hãi ngã phịch xuống đất. Người đàn bà hung dữ này là mẹ anh ta ư? Mày còn dám gọi mẹ à? Đã mấy ngày nay mày không đến công ty rồi. Mày tranh thủ đợt bố mày đi công tác nước ngoài để trốn ra ngoài chơi cho đã đời hả? Mày làm sao mà họ nhà Kha lại sinh ra một đứa con phá gia chi tử như mày cơ chứ? Mày chỉ biết mỗi cái việc á là giả thần giả thánh. Bảo mày đến công ty làm thì mày không nghe. Mày trốn ra ngoài á đã 3 ngày nay, lại còn láo dám đánh cả tay vệ sĩ tao cử đi nữa. Người đàn bà chửi một hồi: Kha Lương, công ty, phá gia chi tử. Mấy tiếng đó cứ ong ong trong đầu của Tần Cẩm. Đúng lúc đó, một trợ lý đứng phía sau đưa cho bà ta chiếc di động. Cô nghe thấy bà ta nói: xin chào, tôi là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phi Hồng. Chúng tôi sẽ mở một cuộc họp vào chiều nay. Không có vấn đề gì đâu. Tập đoàn Phi Hồng, tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố này. Kha Lương là phá gia chi tử của nhà này ư? Cái tay luôn manh luôn gõ nhịp 22.
lúc nào cũng giả thần giả thánh, hóa ra lại là thiếu gia của một gia đình nhà giàu có bậc nhất thành phố. Kha Lương nhìn thấy mẹ mà thái độ như là gặp phải ma. Nghe cho rõ đây, tối nay á phải về nhà, nếu không á sẽ biết thế nào là lễ độ đấy. Người phụ nữ ra thông điệp cuối cùng. Bà ta bước tới trước mặt của Tần Cẩm, quan sát từ đầu đến chân, một lúc sau mới gật đầu nói: Khá lắm, người dám đẩy Nạp Lan Tĩnh ta cũng không đơn giản chút nào, hãy làm con dâu ta đi. Nói xong, bà ta bỏ đi, để lại hai kẻ đang trố mắt đờ đẫn trong vòng người hiếu kỳ đến xem. Ngồi trong xe, không ai nói với ai câu gì. Anh đã lừa em? Đâu có, anh đã nói rồi, bắt ma chỉ là nghề phụ của anh thôi mà. Thế nhưng đến ma anh còn không thấy, thì bắt cái gì? Lại còn lừa người ta, anh thấy vui lắm hả? Nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, anh ta cắn môi rồi quyết định lái xe theo hướng khác. Càng đi càng hẻo lánh, rồi cuối cùng anh ta dừng xe trước một ngọn đồi nằm cách biệt. Quanh đồi là các ngôi mộ, thì ra đây là một nghĩa trang. Tần Cẩm run sợ cả người, cô bé hắc bảo rồi đi theo anh chàng vào trong nghĩa trang. Họ bước thấp bước cao tiến sâu vào bên trong. Cuối cùng Kha Lương dừng lại trước một ngôi mộ. Trên bia là ảnh của một ông già râu trắng đang cười rất kiên nghị. Cô đọc thấy tên ông ta là Kha Đạo. Đột nhiên cô nhớ ra Kha Đạo là ông nội của Kha Lương. À, ông nội của anh đấy hả? Cô lắp bắp hỏi. Ừ, đúng vậy, đây là ông nội của anh. Hồi còn nhỏ, bố mẹ mãi lo kiếm tiền nên anh phải ở với ông. Anh rất là quý ông nội, ông là một pháp sư nổi tiếng đấy. Lúc nhỏ, anh nghĩ nghề pháp sư là nghề đáng nể nhất. Vì thế đến tận bây giờ, anh vẫn muốn làm một pháp sư. Mặt của Kha Lương buồn xo. Nhưng bố anh á, lại là một doanh nhân. Thuyết phục thế nào ông cũng không cho anh theo học nghề pháp sư của ông nội. Ông anh cũng nói là anh cần phải có một nghề nghiệp đàng hoàng hơn, rồi ông không dạy cho anh nữa. Sau khi ông nội mất, anh phải kế thừa sự nghiệp của bố, trở thành một doanh nhân. Thật ra anh chẳng thích cái nghề này chút nào. Lúc này trông Kha Lương yếu đuối như một đứa trẻ. Anh luôn muốn mong mình trở thành một người pháp sư nổi tiếng như ông anh. Chuyện bắt ma cứu người đó, gặp em anh thật sự rất là vui mừng, bởi anh cho rằng anh có thể giúp được em. Thế nhưng bây giờ anh nhận ra là mình chẳng có chút nào gọi là tài cán cả. Tần Cẩm ái ngại thay cho anh ta, cô nhẹ nhàng vỗ vai của Kha Lương an ủi. Anh chàng xấu hổ ôm mặt chạy đi. Và rồi Tần Cẩm đứng đờ người ở đó. Cô nghĩ rằng mình vừa xúc phạm một người có lý tưởng. Đúng lúc cô đang áy náy thì Kha Lương trở về, tay cầm hai chiếc xẻng. Anh định làm gì vậy? Chiếc xẻng này để làm gì? Chẳng làm gì cả, đào mộ thôi. Đào mộ ai cơ? Đương nhiên là mộ ông nội anh rồi. Cô nhìn xem anh ta có bị ấm đầu không. Cái gì? Tại sao phải đào mộ ông anh lên? Em không phải là kẻ trộm mộ đâu. Khi ông anh chết á, bố anh có chôn theo rất là nhiều loại sách bắt ma bắt quỷ của ông. Nếu như có các loại sách đấy thì anh có thể tự học được rồi. Bắt ma mà cũng có thể tự học được sao? Thử xem sao, với bây giờ á cũng chẳng còn cách nào hay hơn mà. Thôi đào đi, nếu ông anh á mà biết được chúng mình đào mộ để cứu người, chắc ông không trách đâu. Nhìn thấy Kha Lương đào xẻng đầu tiên, rồi lại nhìn thấy nụ cười ngây thơ của anh ta, Tần Cẩm bất giác cười theo. Cô khấn nguyện một lúc rồi cũng bắt đầu đào. Mộ của ông Kha Lương được xây rất kiên cố. Trời đã về chiều, mồ hôi hai người vã ra như tắm. Họ làm quên cả thời gian. Lúc trời tối, họ đã đào tới quan tài. Hai người cố gắng mở nắp quan tài ra. Đập vào mắt họ đầu tiên là cặp mắt mở rất to. Hai người sợ hãi lùi lại vài bước. Người nằm trong quan tài tên là Kha Đạo, ông nội của Kha Lương. Ông ta đang nhìn họ mà cười một cách trìu mến.
Kha Lương lấy hết dũng khí chạm vào cái xác lạnh cống của ông nội. Tuy ông đã chết từ lâu, nhưng vẫn chưa nhắm mắt. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tần Cẩm mang bó đuốc tới. Tuy ông không thuộc tướng người hung dữ, nhưng Tần Cẩm vẫn rất sợ. Kha Lương cảm thấy đau lòng. Ông anh khuất núi đã bao lâu rồi mà xác vẫn không bị thối rữa, cứ như người đang ngủ vậy. Riêng Tần Cẩm thì lạnh hết cả sống lưng. Liên hồi nhắc Kha Lương mau nhặt sách lên. Nhặt sách lên rồi, Kha Lương lại thấy ông nội anh đeo một chiếc khuyên tai rất đặc biệt. Chiếc khuyên tai này đẹp và tinh xảo vô cùng. Lúc còn nhỏ, Kha Lương thường sờ vào nó. Và rồi, anh quyết định lấy nó làm vật kỷ niệm. Chính trong cái khoảnh khắc đó, một trận cuồng phong nổi lên. Hắc bảo gào lên rồi nhảy vào lòng của Tần Cẩm. Cô sợ toát hết cả mồ hôi. Kha Lương bắt đầu run cầm cập. Anh kéo tay cô chạy thục mạng về hướng để xe. Đuốc đã tắt mà họ mãi vẫn chưa chạy tới nơi. Hai người chỉ còn cách nắm chặt tay nhau rồi chạy thục mạng dưới ánh trăng. May mà họ đã tìm được xe của mình. Họ nhảy tót vào hàng ghế trước của cửa xe. Nhưng Hắc Bảo vẫn gào to, thậm chí còn nhảy cẩn lên rồi nhảy bổ về phía sau. Họ nhận thấy cửa sau xe bị ai đó mở ra, rầm một tiếng thì đóng lại. Cả hai đều quay mặt lại nhìn, song chẳng thấy gì cả. Kha Lương cắn chặt răng, nhấn ga rồi phóng xe như điên trên đường. Hai người họ biết rằng ghế sau của xe chắc chắn có một cái gì đó, nhưng họ không dám lên tiếng. Tần Cẩm ôm chặt lấy Hắc Bảo. Tuy rất sợ, nhưng cô vẫn gượng đùa cùng Kha Lương. Phong cảnh chỗ này đẹp thật đó. Có lẽ lần sau phải quay trở lại đây mới được. Kha Lương bật đài lên nghe nhạc nhằm thư giãn một lúc. Nhưng vừa bật đài lên thì lập tức nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Và tiếng khóc đó rõ ràng vọng ra từ phía sau xe. Tần Cẩm tắt đài đi, nhưng tiếng khóc vẫn cứ luẩn quẩn ở phía trong. Con đường trước mặt cứ dài lê thê. Đáng nhẽ lúc này họ đã phải ra Lường Cái rồi, thế mà vẫn đang loanh quanh trong đường núi. Nếu lúc này dở sách của ông ra xem, chắc cũng không kịp. Kha Lương băn khoăn không biết phải làm gì. Khi anh nhấn ga chạy về phía trước thì Hắc Bảo nhảy vào ghế sau. Lúc này tiếng trẻ con khóc hòa với tiếng kêu của Hắc Bảo thành một thứ âm thanh rền rĩ, đáng sợ. Kha Lương đã nhìn thấy đường lớn, anh tăng ga về hướng đó. Bất giác, phía trước xe chợt xuất hiện một bóng người. Kha Lương hét toáng lên, anh vội vã đạp phanh làm chiếc xe trượt hẳn về một bên. Lúc này, họ không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Cảnh tượng trước mắt của họ bỗng chốc biến thành một vách núi treo leo. Nếu lúc nãy không kịp thời nhấn phanh, bây giờ hai người đã thịt nát xương tan rồi. Bóng người đó đã cứu họ. Thế nhưng ở nơi vách núi hiểm trở này không thể có bóng người được. Cái bóng đó đích thị là bóng ma. Kha Lương và Tần Cẩm vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lúc bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ hòng tìm con ma cứu mạng, Kha Lương cố ý trêu Tần Cẩm để làm xoa dịu bầu không khí. Trông anh vẫn rất phong độ đúng không? Kiểu tóc của anh vẫn ổn chứ? Tần Cẩm đành phải quay ra nhìn Kha Lương. Ngay lúc đó, mặt của cô chợt biến sắc. Ánh mắt của cô không nhìn vào Kha Lương mà lại dán vào cửa xe phía sau. Kha Lương cũng nhận thấy có gì đó không ổn nên quay lại nhìn. Và cuối cùng, anh cũng hiểu tại sao cô lại sợ hãi đến thế. Một người đang đứng ngoài cửa xe. Kỳ lạ hơn là anh ta trông giống hệt Kha Lương. Chẳng có gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy một người giống hệt mình ngoài cửa xe. Hai người họ sợ hãi co vào một góc. Người bên ngoài lại ghé sát mặt vào cửa xe. Người đó giống Kha Lương như đúc, giống đến mức như là bóng của Kha Lương trong gương vậy. Cửa xe từ từ mở, người kia liền leo lên. Hắc Bảo nhảy phắt lên hàng ghế phía trước, chui tọt vào lòng của Kha Lương nằm cuộn tròn. Hai người chết khiếp. Họ dùng hết sức mở cửa xe, song không được. Họ đã bị nhốt ở trong không thể ra ngoài được nữa. Người kia nói. Hai đứa bay á cũng to gan lớn mật thật đó.
Đêm khuya thế này mà dám mò vào tận đây, thiếu chút nữa là bị ma giết chết rồi đó, biết không? Trong người đó không có ác ý gì, Kha Lương đánh bạo hỏi một câu. Ông là ai? Ta chính là ông nội của cháu. Sao ông không nói ông là tổ tiên của tôi đi cho xong? Kha Lương tức giận nói. Người kia tỏ vẻ không vui rồi đánh Kha Lương một cái. Cháu còn dám lấy trộm chiếc khuyên tai của ông, chính cháu đã đánh thức ông dậy. Nếu ông không kịp thời đuổi theo hai cháu, đánh đuổi bọn ác quỷ đã dẫn dụ các cháu đến đây, thì giờ này hai đứa đã thịt nát xương tan rồi, lại còn ở đó mà nói hỗn với ông hả? Hóa ra là ông ấy đã cứu họ. Tần Cẩm không khách sáo nói với ông. Ông đúng là ông nội của Kha Lương hả? Sao ông lại trẻ đến như vậy? Bây giờ thì ông đã là ma rồi. Chẳng lẽ là ma lại còn bắt ông phải mang bộ mặt già nua như trước sao? Nếu thế thì trông ông chẳng hấp dẫn chút nào, đúng không? Ông nội, ông đúng là ông nội của cháu sao? Kha Lương xúc động hỏi. Đương nhiên rồi, cháu giống hệt ông hồi còn trẻ. Đột nhiên người đó quay lại hỏi Tần Cẩm. Trông ông rất phong độ đúng không? Tần Cẩm không còn sợ nữa. Dưới ánh đèn, cô chăm chú ngắm ông trẻ kia. Phải thừa nhận rằng ông ta rất giống Kha Lương, nhưng không thanh tú như anh. Ông nội của Kha Lương nhìn kỹ mặt Tần Cẩm, xong tự nhiên thốt lên. Sư muội. Hai người họ vẫn chưa hết kinh ngạc, thì ông nội của Kha Lương đã biến mất. Tần Cẩm và Kha Lương lặng người đi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và kỳ lạ, nhưng đã đến lúc họ phải về nhà rồi. Đường về nhà tưởng xa xôi, nhưng thực ra không khó khăn chút nào. Vừa rồi thì Nguyễn Nguyễn đã vừa đọc xong cho các bạn nghe chương 10, 11 và 12 của bộ truyện Tấm Vải Đỏ. Và như thường lệ thì nếu mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Nguyễn Nguyễn trong thời gian qua, không chỉ là kênh Hồi Xuyết mà còn cả kênh Nguyễn Nguyễn nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với chương 13, 14 và 15 của bộ truyện Tấm Vải Đỏ.